Vâng, em xin chào các bác, cô chú, anh chị yêu Lan. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020. Em kênh Lan Rừng Cường Hiền lại có lên một video bán hàng gửi tới cô chú, anh chị sưu tầm. Hôm nay có một số mặt hàng như là năm canh xanh Phú Thọ, gáy nhảy, năm canh trắng Bắc Ninh hay là ám Bắc Ninh ạ, sáu mắt Hòa Bình, mắt đỏ và mắt cua, tre. Những đấy là những mặt bông bình dân cho cô chú anh chị sưu tầm. Em sẽ vào cái đơn số 1, đơn đầu tiên. Đơn số 1 đấy. Là một kỳ dài cái nhảy rất khỏe. Thời tiết này nó âm u nên là quay khả năng nó hơi tối đấy. Kỳ này nó đã đang lên khỏe rồi, dễ cực khỏe đấy. Nó phải tầm 13-14 cm, 13-14 cm ạ. Cái này là hình gái nhảy này. Đấy. Này. Cái hình này em bán với giá là 1,1 triệu. Đấy. Cái gái nhảy. Thế mà chuyển sang hình số 2. Cũng gọi là gái nhảy ạ. Đang đi ngọn rất khỏe. Rễ cũng rất khỏe. Đấy. Rễ rất khỏe. Hình này thì nó ngắn hơn cái hình kia. Có 2 kỳ gái nhảy, hôm nay có 2 kỳ. Đấy. Hình này thì em bán 1 triệu. Đấy, dễ bám chậu cực khỏe nhá, tách cùng nhau. Dễ bám chậu cực khỏe đấy. Đấy, có 2 đơn gái nhảy. Em chuyển sang hình số 2. Là năm canh xanh Phú Thọ. Đấy. Năm canh xanh Phú Thọ. Trước khi bán nó, em cho các bác xem mặt hoa của năm canh xanh, gọi còn nhiều bác không biết mặt hoa của năm canh xanh Phú Thọ. Đây là mặt bông của năm canh xanh Phú Thọ. Đấy, cái cây này thì tách trồng lâu rồi, đang ấm chậu rồi, dễ khỏe rồi ạ, dễ ăn xuống chậu khỏe rồi ạ. Cái hình số 3 này em bán với giá là 1,1 triệu. Cái năm canh xanh Phú Thọ. Ấm chậu khỏe rồi ạ. Đây là năm canh xanh Phú Thọ. Hình số 2 vẫn là năm canh xanh Phú Thọ. Đấy, cái cây này thì nó hơi bị chọc lá. Nó dễ khỏe rồi ạ. Dễ đang bám xuống chậu khỏe rồi ạ. Đây. Dễ đang bám xuống chậu khỏe. Cái hình số 2 này em bán với giá là 600.000 cho cô chú anh chị sưu tầm, vẫn là năm canh xanh Phú Thọ. Em chuyển sang hình số 3, vẫn là năm canh xanh Phú Thọ. Hình số 5 ạ, xin lỗi các bác nhé. Hình vẫn là năm canh xanh Phú Thọ. Dễ thì như mạ luôn ạ. Dễ như mạ luôn ạ. Dễ như mạ luôn. Kỳ rất khỏe. Đang đi ngọn khỏe rồi ạ. Đang ngọn rất khỏe. Ngày này em bán giá là 1,1 triệu ạ. Hình số 5 ạ. 1,1 triệu ạ. Em chuyển sang hình số 6 ạ. Vẫn là dòng này năm canh xanh Phú Thọ. Dễ mà thành bới luôn ạ. Dưới đàn xuống chậu rất nhiều. Cây rất khỏe. Con này nằm dáng nghiêng. Hình số 6 này em bán giá là 1,2 triệu. Năm canh xanh Phú Thọ. 1,2 triệu. Em chuyển sang hình số 7. Là năm canh xanh Phú Thọ. Cây này tầm 14-15 cm ạ. Tầm đấy, cây này mới tách, dễ khỏe rồi ạ. Dễ khỏe thì mới tách nhá. Cái này em mới trồng, mới tách trên thân xuống. Đấy. Cái cây này em bán với giá là 1,2 triệu. Tầm 14-15 phân, cây này rất tốt. Em chuyển sang hình số 8. Vẫn là năm canh xanh Phú Thọ.
Key là rất nhiều rễ rồi, cây này cây tách rất nhiều rễ rồi, đây, rất nhiều rễ bám trong chậu rồi. Cây này nó tầm 17-18 cm này, cây này cây tách tầm 17-18 cm ạ. Cây này tầm 17-18 cm ạ, rất tốt ạ. Con này em bán giá là 1.300.000. Em chuyển sang hình số 9. Số 9 này là có một cây 5 cây trắng Hà Tĩnh. Đấy, cây này có một cây 5 cây trắng Hà Tĩnh, hình số 9 này. Đấy. Rễ cũng rất nhiều rồi. Cây này thì là em mới tách cái mầm gốc ra. Tách cả cái mầm gốc ra. Cây này chắc được tầm 7 phân ạ. Chỉ 7 sen thôi. Cây này 7 sen ạ. 5 cây trắng Hà Tĩnh ạ. Đây mặt bông của nó có bảo hành chuẩn mặt bông 5 cây trắng Hà Tĩnh ạ. 5 cây trắng Hà Tĩnh ạ. Cái này em bán giá là 9 à xin lỗi hình số 9 này em bán giá là 5 triệu rưỡi nhá. 5 triệu rưỡi hình số 9 này, 5 cây trắng Hà Tĩnh. Em chuyển sang hình số 10. Đấy. Hình số 10 là hôm nay là có một cái mặt bông xin giới thiệu các bác, đây là mặt bông một số ở dưới Hà Nội, một số nơi ấy, gọi cái bông với ông Bắc Ninh ấy, gọi là cái bông 5 cánh trắng Bắc Ninh. Nhưng thực ra là cái bông này nó cũng chỉ là dòng ám Bắc Ninh thôi. Vì cái dòng này nó không phân thủy, nụ thì xanh nhưng mà nó không phân thủy. Đấy, mũi thì mũi hồng. Nên nó rất rẻ, nó chỉ bán những cái kỳ này bằng dòng ám thôi. Cái mặt hoa của nó đấy ạ. Đây gọi là 5 cánh trắng Bắc Ninh hay là ám Bắc Ninh thôi. Nhưng mà người ta vẫn gọi là 5 cánh trắng Bắc Ninh vì thân của nó thì cực kỳ xanh sạch tuyệt đối luôn. Nếu mà những người người ta bán lừa bán những cái này mà Hà Tĩnh hay là những dòng 5 cánh trắng khác thì giống y xì luôn. Nó xanh sạch tuyệt đối 100%. Không có vết tím nào. Đấy. Xanh sạch tuyệt đối. Cái này rất khỏe. Cái này vẫn còn mắt ngủ đấy ạ. Hình này kia rất đẹp. Cái này số 10 này em bán là 400.000. Cái này chỉ bán bằng dòng ám thôi ạ. Cái này là nó là 5 cánh trắng Bắc Ninh nhưng nó cũng chỉ là dòng ám vì nó không phân thủy. Nụ thì xanh rồi nhưng không phân thủy. Đấy. Em chuyển sang hình số 11. Cũng vẫn là một cây Bắc Ninh. Từ bây giờ em gọi là Bắc Ninh nhưng không phải sợ ám ấy. Thực ra là 5 cánh trắng thì cũng nói là cũng người ta gọi là 5 cánh trắng nhưng mà thực ra là nó không phân thủy. Đây là hình số 11. Để em nói rõ nhé. Cái bông là nó như thế. Người ta gọi là 5 cánh trắng Bắc Ninh. Nó xuất phát từ Bắc Ninh. Thân thì xanh sạch tuyệt đối. Đấy. Hình số 11 này em bán giá là 400.000 cho cô chú anh chị sưu tầm 5 cánh trắng Bắc Ninh. Em chuyển sang hình số 2. À số 12. Xin lỗi các bác nhé. Đấy. Cây này thì nó cụt lá nhưng mà nó rất khỏe. Đấy, vẫn đi ngọn bình thường. Ở dưới này nó có một cái bên khúc này nó có một cây nữa. Này nó bác nào mua cái đơn này được 2 cây. À cái mắt này đang sưng nữa rồi. Mắt này đang sưng rồi. Nếu bác nào mua cái đơn này 3 cây. 3 cây. Hình số 12 này em bán giá là 400.000. Giờ cái đời hình này là rẻ nhất. Em chuyển sang hình số 13. Vẫn là dòng 5 cánh trắng Bắc Ninh. Đấy. Đây là ám Bắc Ninh ạ. Em bán với giá là 350.000. Đấy, hình số 13. Em chuyển sang hình số 14. Đấy, vẫn là dòng 5 cánh trắng Bắc Ninh. Cái kia này thì em tách ra để cho cô chú anh chị sưu tầm, dễ rất khỏe rồi. Em bán với giá là 250.000. Đấy. Em chuyển sang hình số 15. Vẫn là 5 cánh trắng Bắc Ninh. Đấy. Cây này rất khỏe. Bán giá là 400.000. Em chuyển sang hình số 16. Cũng một cây 5 cánh trắng Bắc Ninh. Đấy. Em bán giá là 400.000 cho hình số 16. Có 16 hình đến hình 6 hết là 5 cánh trắng Bắc Ninh rồi. Đến hình số 17. Thì em chuyển sang có bán một cái dòng 6 mắt của Hòa Bình. Kỳ sống mắt Hòa Bình. Kỳ thì rất khỏe đẹp.
Không biết Hòa Bình thời tiết này hơi âm u, khả năng hình ảnh kém. Đây là mặt bông của sáu mắt Hòa Bình nhé. Đấy, thì mắt là nó cái cánh là nó tổng là hai bên là nó có tím thành bốn mắt, với hai mắt ở giữa là sáu mắt. Đấy, mặt hoa nó đây. Hình số 17 này. Đấy. Là một cái sáu mắt. Đấy, rất tốt, đẹp, khỏe. Đấy. Cái rất khỏe đấy. Em bán cái giá là 400 nghìn. Em chuyển sang hình số 18. Vẫn là dòng sáu mắt ạ. Thì rất khỏe, thuần chậu, dễ rất khỏe đấy ạ. Em bán cái giá là 400 nghìn cho hình số 18. Em mà chuyển sang hình số 19. Vẫn là sáu mắt Hòa Bình. Đấy. Hình số 19. Cái này em bán cái giá là 300 nghìn cho hình số 19. Dễ rất khỏe đấy. Em mà chuyển sang hình số 20. Vẫn là sáu mắt Hòa Bình. Dễ rất khỏe rồi. Em bán giá là 200 nghìn. Em chuyển sang hình số 21. Vẫn là sáu mắt Hòa Bình. Con này kỳ rất khỏe đấy. Kỳ rất khỏe. Đấy, cực khỏe luôn. Con này quá khỏe luôn. Con này em bán giá là 500 nghìn. Con này quá khỏe luôn. Em chuyển sang hình số 22. Vẫn là sáu mắt. Đấy. Cây này cực khỏe. Cây này em bán cái giá là 400 nghìn cho hình số 22. Em chuyển sang hình số 23. Vẫn là sáu mắt. Đấy. Cái này thì nó có một khúc thân già, vẫn có kỳ nữa. À, có lên mắt ngủ sưng nữa. Đấy, hai bên này cũng có một mắt ngủ nữa, tổng còn hai mắt ngủ sưng. Cái hình này em bán với giá là 500 nghìn cho hình số 23. Em mà chuyển sang hình số 24. Vẫn là sáu mắt của Hòa Bình. Đấy, vẫn là sáu mắt ạ. Hình này em bán với giá là cũng là 500 nghìn cho hình số 24. Em mà chuyển sang hình số 25. Hình số 25. Vẫn là sáu mắt của Hòa Bình. Là sáu mắt của Hòa Bình. Em bán cái giá là 500 nghìn. Đấy. Thế là hết hình sóng sáu mắt Hòa Bình. Em chuyển sang hình số 26. Là dòng mắt đỏ cánh bầu đại Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Đây mắt đỏ đấy ạ. Mặt hoa này ạ. Bảo hành chuẩn mặt hoa. Hình số 26 này. Một kia mắt đỏ này rất khỏe, còn chậu. Em bán cái giá là 400 nghìn cho hình số 26. Em chuyển sang hình số 27. Vẫn là kia mắt đỏ. Đấy. Em bán cái giá là 400 nghìn đồng giá. Em chuyển sang hình số 28. Vẫn là kia mắt đỏ này, kia này tốt ạ. Kia này rất dài. Cái này em bán giá là 400 nghìn cho hình số 28. Em chuyển sang hình số 29. Là dòng hồng mắt cua. Đây mặt hoa của hồng mắt cua đấy ạ. Cua này là mắt phải Hòa Bình ạ. Đấy, cái hình số 29 này. Khi mắt cua này cũng thuần chậu đẹp. Đấy. Mắt cua Hòa Bình, con này khỏe đẹp. Em bán cái giá là 350.000 cho hình số 29. Em chuyển sang hình số 30. Vẫn là mắt cua Hòa Bình. Cũng giá là 350.000 cho hình số 30. Em chuyển sang hình số 31. Đấy. Cái này là hai cây tre Yên Lập Phú Thọ. Hai cây tre núi ngọn này. Đấy. Đặc sản có Yên Lập Phú Thọ. Cây rất khỏe.
bán giá là 200.000 cho hình số 31 tre N lập. Em chuyển sang hình số 22 cũng là 2 cây tre N lập Phú Thọ, em bán giá là 200.000, 32 nhé, xin lỗi các bác, 32 tre N lập Phú Thọ. Em chuyển sang hình số 33 vẫn là tre của N lập Phú Thọ, 1 cây, bán một giá là 100k. Nay em có 33 đơn hàng gửi tới cô chú anh chị sưu tầm. Bác sưu tầm thì liên hệ qua số điện thoại là 0349581888. Địa chỉ em ở Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Nay em có một video đến đây em xin kết thúc. Xin cảm ơn các bác.